Nhị hoa nghệ tây hay còn được gọi là saffron, đây là sản phẩm vô cùng quý hiếm và đắt đỏ nhất tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Nó có xuất xứ đến từ các nước như Iran, Iraq, những vùng khô cằn cỗi và một số vùng như là Tây Ban Nha và Hy Lạp. Sản phẩm nhị hoa nghệ tây này nó được sử dụng trong nguyên liệu nấu ăn, làm màu thực phẩm cho các món ăn trở nên sinh động tại một số nước phương Tây. Còn ngay tại Việt Nam thì loại sản phẩm nhị hoa nghệ tây này vô cùng quý hiếm và đắt đỏ. Khi 1 kg của nhị hoa nghệ tây thì nó có thể rơi khoảng vào 450 triệu đến 500 triệu tiền Việt Nam. Đây là một con số khá cao đối với một sản phẩm mà nó được xuất khẩu về tại Việt Nam. Vì sao nó lại có một giá thành cao ngất ngưỡng này thì các bạn và cùng mình khám phá trong video này nhé. Theo mình được biết thì trong một cây bông hoa nhụy hoa nghệ tây này nó chỉ có duy nhất 3 nhụy mà thôi. Vì vậy để được 1 gram của nhụy hoa nghệ tây này thì chúng ta tốn khá là nhiều của cây bông nhụy hoa nghệ tây. Vì vậy tại sao nó lại mắc và hiếm tại thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng đã biết rồi đấy. Ngoài ra theo mình được biết nó còn có một số công dụng dành cho sức khỏe của chúng ta và cả sắc đẹp của các chị em phụ nữ. Đối với sức khỏe thì nó có ngăn chặn hình thành tế bào ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm, mất trí nhớ, giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt, cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe tim mạch, cải thiện thị lực. Ngoài ra đối với dành cho sắc đẹp có thể là trị sẹo, mụn, trị thâm nám, làm da sáng mịn đều màu, tạo giấc ngủ sâu, cung cấp độ ẩm cho da, tẩy tế bào chết và trị vân thâm. Vì sao nó lại có nhiều công dụng như thế này? Thì theo như mình được biết thì việc ngăn chặn tế bào ung thư thì nó rất hiếm để có thể xảy ra đấy mọi người. Thì trong đây mình thấy có một số loại triệu chứng mà mình thấy có đúng, như là có thể là giảm mất trí nhớ của chúng ta nè, hoặc hội chứng tiền kinh nguyệt của chúng ta, và cho chúng ta có một giấc ngủ sâu và dễ ngủ. Sau khi mình đã sử dụng sản phẩm này thì mình thấy nó vô cùng là dễ ngủ và ngủ rất là sâu và không bị chập chờn đâu nha mọi người. Mình sẽ giới thiệu một số chi tiết ở bên ngoài cái lọ nhị hoa nghệ tây này nha. Thì ở bên ngoài cái lọ nhị hoa nghệ tây này nó được làm bằng chất liệu nhựa trong nha mọi người. Ở ngoài chúng ta có thể nhìn vào thấy được tất cả các nhụy hoa nghệ tây, nhìn khá là bắt mắt và đẹp luôn. Đây là sản phẩm được nhập khẩu đến từ vùng Iran nha. Với giá thành tại Việt Nam thì nó khá là đắt đỏ lắm luôn mọi người. Với sản phẩm như thế này thì ở phần bên trong của nhụy hoa nghệ tây nó có một cái màu khá là đẹp luôn, màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Làm từng sợi bỏ vào trong lọ, rất là vô cùng đắt đỏ và quý hiếm lắm luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chế biến cái nước uống của nhụy hoa nghệ tây này luôn nha. Thì trước tiên là chúng ta có chuẩn bị là gồm có nước nóng. Nước nóng thì chúng ta sẽ để khoảng trong 7 đến 80 độ C là thôi nha mọi người. Thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái ly, và tất nhiên là nhụy hoa nghệ tây là phần chính rồi. Thì chúng ta sẽ chế khoảng tùy theo sở thích của chúng ta muốn uống nhiều hay ít mà thôi. Cái này mình sẽ đổ trong khoảng 250ml của nước nóng khoảng 7 đến 80 độ C. Chúng ta đừng có để nước nóng trong khoảng 100 độ C thì nó khá là nóng lắm luôn mọi người. Và khi nó ra cái chất thì nó cũng không hiệu quả lắm bằng nhiệt độ 7 đến 80 độ C đâu nha.
chúng ta sẽ bỏ khoảng 7 đến 10 sợi hoa nhị tây vào nha. Chúng ta sẽ bỏ theo từng sợi vào trong ly nước ẩm 70 đến 80 độ C. Và sau đó chúng ta sẽ để khoảng trong vòng 15 phút nha mọi người. Để trong vòng 15 phút cho nó sẽ tan đi cái nước hòa chung với nhị hoa nghệ tây. Và nó sẽ ra một cái màu khá là đẹp và bắt mắt luôn mọi người. Giống như là nước uống thông thường. Chúng ta có thể sử dụng nó dùng để uống hàng ngày. Hoặc có thể sử dụng nó uống vào mỗi buổi tối hoặc buổi sáng. Nếu mà chúng ta uống vào buổi tối thì chúng ta sẽ uống trước một tiếng trước khi ngủ nha. Đảm bảo sẽ cho chúng ta một giấc ngủ sâu và dễ ngủ lắm luôn mọi người. Mình đã thử uống nó và khi mình đã uống nó khoảng một ly vào buổi tối thì một tiếng sau mình có cảm giác là mình khá là buồn ngủ và ngủ trong đêm đó ngủ khá là nhiều và rất là sâu luôn nha mọi người, không bị chập chờn hay là bị thức dậy gì đâu nha. Cảm giác rất là đã luôn mọi người. Và cái mùi của nó cũng khá là thơm luôn nha. Và bây giờ mình sẽ chờ trong khoảng 15 phút cho nó tan đi cái nước, rồi sẽ xem cái màu sắc nó sẽ như thế nào nha. Hiện tại là nó đã bắt đầu, nó đã tan rằng rằng rồi đấy nha mọi người. Ngoài ra nhị hoa nghệ tây này thì nó còn có công dụng làm bên sắc đẹp nữa nha mọi người. Thì ở đây mình đã có chuẩn bị nhị hoa nghệ tây và sữa chua không đường. Chúng ta sẽ bỏ sữa chua không đường khoảng 2 muỗng cà phê vào trong cái chén nha. Thì trong chị sắc đẹp này thì chúng ta sẽ dùng nhị hoa nghệ tây kết hợp với sữa chua không đường dùng để đắp mặt nạ vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Chúng ta sẽ đắp khoảng 10 đến 15 phút cho nó thấm vào, thẩm thấu vào bên trong da của chúng ta. Rất là tốt luôn nha. Đây là nguyên liệu rất là đắt đỏ. Nếu mà để đắp mặt nạ thì đây là sản phẩm mặt nạ cao cấp và rất là đắt tiền, đáng đồng tiền luôn đấy mọi người. Chúng ta sẽ khuấy đều lên ở hai hỗn hợp này với nhau. Chúng ta sẽ để trong khoảng 2 đến 3 phút cho nhị hoa nghệ tây này nó sẽ hòa tan và nó sẽ ra màu cùng với sữa chua, tạo ra một cái màu khá là đẹp luôn nha mọi người. Thì chúng ta cũng phải biết đối với nhị hoa nghệ tây thì nó được làm từ dược liệu cây cỏ, cho nên chúng ta cần phải để trong khoảng 3 đến 5 phút nó mới ra màu được và chúng ta mới sử dụng được. Ngoài ra bên cạnh thì ở đây mình cũng giới thiệu mọi người luôn là trong này nhị hoa nghệ tây này chúng ta có thể sử dụng để xịt khoáng luôn nha. Ở đây mình đã có chuẩn bị là nước khoáng nha mọi người. Chúng ta muốn làm cái này là sử dụng nước khoáng chứ không phải là nước thông thường đâu nha. Nước khoáng mình sẽ bỏ vào trong cái bình xông hơi nha. Bình này nhỏ thôi. Cái này thì mình để khoảng 3 sợi, cũng 3 đến 5 sợi tùy theo ý thích của mình luôn. Đối với sản phẩm đắt đỏ này thì chúng ta nên bỏ vừa phải và đúng thôi. Đừng làm quá nhiều và quá ít. Nhiều quá thì nó sẽ gây lãng phí và ít quá thì nó sẽ không đạt được tiêu chuẩn của sản phẩm đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắc đều lên cho nó hòa tan. Và chúng ta cũng sẽ để khoảng 2 đến 3 phút cho nó ra màu luôn nha. Một cái màu khá là đẹp luôn. Chúng ta sẽ để khoảng trong cái thời gian đó sau khi để xong khoảng 2 đến 3 phút chúng ta chỉ cần xịt mà thôi, là lúc đó chúng ta đã có một chai xịt khoáng rất là tuyệt vời từ thiên nhiên mà nó lại mang lại giá trị rất là cao. Không, chúng ta khỏi sợ vấn đề gì nữa, đặc biệt là thời tiết nóng nực như thế này. Đây đó, xịt ra rồi nha mọi người. Cái này mình bỏ trong cái chai
cái chai xông hơi này luôn, cái trong bình xông hơi này nó vừa, chúng ta có thể cầm đi đâu nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh tiện lợi luôn nè. Đó, xịt lên mặt là khói luôn nha, bay ra hơi khá là nhiều và mùi cũng khá là thơm luôn nha. Sau khi 15 phút chờ đợi và bây giờ nó đã ra một ly nước, cái màu khá là đẹp luôn nha mọi người. Một màu khá là đẹp và bắt mắt cùng với các sợi nhụy hoa nghệ tây luôn. Màu nó rất là đẹp theo kiểu tự nhiên luôn nha mọi người. Đó, nó ra một cái màu vàng ươm rất là đúng chuẩn của nghệ, của nhụy hoa nghệ tây luôn nha. Cái này chúng ta có thể sử dụng nó để làm nước uống hàng ngày cũng được nè. Thay thế cho nước uống thông thường thì chúng ta có thể sử dụng nó uống hàng ngày. Nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, như vừa nãy mình đã có nói công dụng của nó đấy. Ngoài ra thì uống cái này nó rất là mát, mát mỹ cho chúng ta nè. Và có thể làm đẹp nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta không muốn uống hàng ngày thì chúng ta có thể uống vào mỗi buổi sáng nè. Có thể tăng cường nè, cho chúng ta có một bữa ăn trước khi ăn thật là ngon miệng cùng với một ly nước nhụy hoa nghệ tây. Hoặc sau trước khi chúng ta đi ngủ khoảng một tiếng thì chúng ta sử dụng một ly nước nhụy hoa nghệ tây này, có thể làm cho giấc ngủ của chúng ta trở nên sâu và thoải mái hơn trong một ngày mai làm việc thật tốt hơn. Này, vì vậy vì sao mà nhụy hoa nghệ tây nó lại khá đắt đỏ đến như vậy rồi đấy mọi người? Nó vừa hiếm mà nó lại có nhiều công dụng cũng khá là ok luôn nha mọi người. Còn mọi người nghĩ như thế nào về nhụy hoa nghệ tây cũng như là phần video này thì hãy comment ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video mới tiếp theo. Bye bye.